Mình xin chào tất cả mọi người yêu hoa đây. Hôm nay mình sẽ trở lại với vấn đề xả kho cho anh chị em cũng như thường lệ thì mình đã vào thì trước tiên thì mình sẽ đã sẽ xóa toàn bộ bạn bè ở trong khu dân cư, là tức là những bạn bè đã mình đã kết bạn hôm trước thì mình đã xóa hết, thì sau đó mình sẽ kết bạn là những bạn hiện tại, những như bạn nào đã thường xuyên xem những cái video, những cái clip của mình theo dõi thường xuyên, thì nên là các bạn nên biết là cái vấn đề đó là mình đã thông báo với mọi người rất là lâu rồi ha, cho nên là chúng ta không còn thắc mắc gì hết. Thì những bạn nào đang online trực tiếp thì khi mình xóa các bạn thì các bạn cứ vô lại bình thường, thì mình sẽ tự kết bạn với các bạn bình thường nha. Cho nên là những bạn nào mà không ấy á thì phải chịu thôi. Cãi hả? Cho nên là những bạn nào mà khi mình xóa đây nè, thì nếu như các bạn mà có online trực tiếp thì các bạn sẽ vào lại bình thường, sống xóa được luôn cha. Vì hôm nay các bạn, vì hôm nay là wifi nó bị hư, bà nội cha xong không xóa được luôn vậy. Cho nên là chúng ta không có biết được cái mã nick nào, số mấy, cho nên là mình không có vào mấy người uy tín được, nên là nãy mình có chat lên trên cái group và mình hỏi các bạn ha, cho nên là cái group rất là quan trọng, group game á, các bạn dưới phần mô tả video có cái group, có đường link kênh đồ á, thì các bạn cứ vô đấy, khi nào cần thiết, có cái gì cần thiết, cái vấn đề gì xảy ra thì mình sẽ thông báo trực tiếp cho các bạn ở trên đó, cho nên là các bạn không vô đó thì các bạn sẽ không biết đâu nha. Vì cho nên là các bạn hãy vô đó hết, mình chơi game thì mình phải vô đó, cần thiết gì thì chúng ta sẽ trao đổi mua bán trên đó, dư đồ dư điếc gì đó thì các bạn cứ trao đổi ở trên group trên đó để cho các bạn cùng mua. Thì mình vô thì mình xóa bạn những bạn mà mình kết bạn hôm qua hôm kia gì nè, kêu mình xóa đi để mình kết lại những bạn khác. Nhiều khi á, các bạn hôm nay các bạn bận quá, các bạn không online mà bạn bè nó full rồi thì các bạn không có vào được, rồi các bạn khác không có vào được, cho nên là các bạn cũng không có vào mà các bạn khác cũng không vào được, cho nên buộc mình phải xóa. Thì mình nói rất là nhiều lần, hình như gần như là video clip nào mình cũng có nói như vậy, cho nên là đừng bao giờ thắc mắc tại sao xóa em hay là gì, cho nên là mình xóa các bạn. Thì các bạn có những bạn hỏi mình tại sao không kết bạn, là tức là những bạn đã không có xem video mình nói trước, hôm nay mình xóa chỉ xóa bao nhiêu đó thôi các bạn. Các bạn không có xem video của mình tại vì mình không, tại vì cứ anh ơi xong kết bạn em không có xem video của mình, cái đó mình nói cho các bạn biết, tại vì mình đã nói rất là rõ ràng, cho nên là các bạn không xem, cho nên các bạn mới kêu mình tại sao không kết bạn với các bạn. Đó là một vấn đề vấn đề rất là quan trọng, không thể nào mà ấy được. Đấy các bạn thấy không? Những người bạn mà đã vô xong rồi là mình, những người bạn đó là sẽ kết bạn đầu tiên đó các bạn. Những bạn mà khi mà đang còn ở đây nè, mình không xóa, mình không kết bạn các bạn, biết tức là sao? Khi mình kết bạn các bạn á thì vô mình, các bạn chưa mua gì mình lại xóa các bạn tiếp. Cho nên là các bạn phải lưu ý cái điều đó, mình kết bạn các bạn vẫn được, nhưng mà khi mình vô xả đồ buộc mình phải xóa các bạn trong đó. Cho nên là mình không thể nào mình kết bạn với các bạn ở trong đó được ha. Nên là mình kết bạn trực tiếp như thế này. Đó, các bạn bây giờ bấm mã thẻ vô là ok, mình sẽ tự kết bạn với các bạn thôi. mỗi tải luôn nè nè, lên ngủ buồn ngủ mới mắc hết lên luôn các bạn, nó thiệt luôn. Nãy giờ tôi đợi tới 9 giờ kém 10 tôi vô, tôi làm lẹ lên ngủ thôi chứ gì, chứ mệt quá rồi. Đó, các bạn thấy không? Những bạn đó mình đã kết xong, thì các bạn mình đợi các bạn xíu thì các bạn sẽ vô. Đây mà là mã số thẻ nick bang nha các bạn, BLGCB 98R, thì các bạn cứ vô lại bình thường thì mình sẽ kết bạn lại bình thường thôi, không có gì khác. Những bạn nào mà đã theo dõi những video thường xuyên thì các bạn đã biết hết rồi, không cần phải nói, mình sẽ nói đi nói lại để cho những bạn mới đăng ký hoặc là các bạn mới tham gia vô cái kênh này thì các bạn biết đi chứ. Lâu quá không thấy ai nữa chị. Các bạn thấy không? Khi mình xóa xong là họ đã vô lại bình thường thôi, không có gì khó khác hết các bạn.
mình cũng đợi các bạn xíu để cho các bạn vào, rồi bắt đầu mình mới xả kho, chứ không mình không có thể nào mình vô hay là mình xả liền được hết ha. Mình sẽ sản xuất bánh phô mai các bạn. Đủ hết rồi, vậy là không thấy ai vào nữa đó. Tại bây giờ là quá 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 giờ rồi đó các bạn, hơn 3 phút đồng hồ rồi nhưng mà không thấy các bạn nào vào hết. Đây, chúng ta bắt đầu thôi. Eo má ơi, con thằng một mua má ơi. Dữ không, toàn là đồ của mình là đồ vip không các bạn. Kinh chưa các bạn, thấy kinh chưa, ngủ ván là thứ dữ không á. Không thấy các bạn nào kết bạn nữa cho nên là chúng ta sẽ tiến hành rồi, thấy không? Đó, ghê chưa. Vô trễ quá, thấy không? Mình đã thông báo rồi, vô đúng giờ mà còn lại vô trễ quá. Các bạn nhớ ghi lại mã số thẻ khi mình thông báo nick nào thì nick số mấy, thì các bạn cứ cần vô ngay chỗ đó thôi là mình tự kết bạn với các bạn nha các bạn. Nhiều khi các bạn không chịu ghi lại là mình thua, mình thua các bạn rồi. Các bạn thấy không, giờ này về gia đình ngủ mình phải ra ngoài sân mình làm, gì nè các bạn, cũng cắn muốn xỉu luôn. Cắn thấy bà luôn. Tiền đâu, có tiền đâu em. Mình rất là nhiều đồ các bạn, có ai có nhiều đồ như mình không? Thấy bà luôn.
thấy rất là nhiều bạn mua nha. Nói chung chắc là hôm nay là bạn nào chắc cũng mua được, thấy hiện tại mình thấy rất là nhiều bạn. Trời ơi, giờ này mới vô mà trời. Cái này lấy cái nick khác vô chứ đâu. Hôm nay thì cúp điện chỗ này là mắc wifi chỗ này là thua rồi. Gì nữa trời. Kệ quá. Cũng căng chết luôn. Trời trời cắt. Hết đồ rồi sao vô nữa trời. Vô trễ quá. Cắn nát cái lưng luôn rồi. Còn ba phô ngộ. Rồi, ok các bạn. Rồi, ok, bye bye các bạn. Đêm tới đây kết thúc. Còn có mấy cái à, chưa lại. Bye bye.